bánh tráng chiên cơm nguội kẹp chà bông, món này làm món ăn vặt cũng ngon lắm mà nha. Cùng làm với Quỳnh và nghe câu chuyện kinh dị được gửi bởi bạn Xuân Yến có tên là Nắp Cống. Yến nói chỉ vì câu chuyện này mà mọi người đều gọi Yến là bị điên, không một ai tin Yến đã trải qua câu chuyện đáng sợ như thế này cả. Yến năm nay đã là sinh viên năm nhất rồi và hồi cái năm lớp 12 là cái năm đã trải qua câu chuyện đáng sợ này. Vẫn như thường ngày, Yến tan học ở trường về rồi đi học thêm cho đến tận 9 giờ tối thì mới về nhà. Ba mẹ hay đi làm về trễ cho nên Yến thường đi bộ về nhà. Trên con đường quen thuộc của Yến thì có một cái cống thoát nước hình tròn nằm giữa đường. Bình thường nó luôn luôn được đậy kín lại nhưng mà cái ngày hôm đó không biết ai đã mở nó ra rồi không có đóng nó lại. Yến vừa đi vừa xoay xoay cái móc khóa ở trên tay, thế là nó văng khỏi ngón tay của Yến và rớt xuống cống. Yến ngồi sụp xuống ngay bên thành cống, nhìn xuống dưới là một màn đen sâu thẳm không thấy gì hết. Thôi có một cái móc khóa không có đáng bao nhiêu hết cho nên Yến chuẩn bị đứng lên và đi về thì bất ngờ có một bàn tay đen xỉa đâu nắm lấy tay của Yến lôi xuống. Cú kéo mạnh đó làm cho Yến ngã nhào xuống, cầm đập mạnh xuống đất tươm máu. Nguyên cánh tay của Yến thì lọt sâu vào trong cống và như có ai đó đang lôi xuống làm cho Yến không thể nào nhúc nhích đứng lên được. Yến vùng vẫy và cái cống nó giống như là một cái hố đen vô tận không chạm thấy cái gì cả. Cái thứ gì đó lôi Yến ngày càng sâu xuống hơn, Yến có cảm giác cánh tay của mình sắp rớt ra luôn rồi. Yến la hét thật lớn và cố gắng vùng vẫy. May mắn có một chị đi xe máy ở đâu đến và dừng lại giúp đỡ Yến. Nhưng mà thật kỳ lạ khi mà chị ấy nắm tay của Yến và kéo lên thì nó được buông ra một cách rất là dễ dàng. Chị ấy đã giúp chở Yến về nhà. Yến đã được ba mẹ chở đi bác sĩ để băng bó lại vết thương trên cằm và trên cái cổ tay của Yến thì có hàng nguyên một cái bàn tay giống như là ai đã nắm rất là chặt. Và sau đó Yến đã kể lại câu chuyện cho ba mẹ mình nghe. Sáng hôm sau ba của Yến chở Yến ra cái cống để kiểm tra thì thật là kỳ lạ, cái cống rất là cạn luôn. Nó chỉ có một đường ống thoát nước rất là nhỏ và nếu là người lớn thì không thể nào chui xuống đây được. Và cái móc khóa của Yến nằm ngay vị trí đó, chỉ cần đưa tay xuống là có thể lấy được rồi. Nó không phải là một cái hố đen sâu mà không với tới đáy giống như là Yến đã kể. Mọi người đều trấn an và nói chắc là do Yến học nhiều quá cho nên là tâm lý có vấn đề. Yến cũng không thể nào giải thích thêm được nữa. Bây giờ mỗi lần đi ngang qua cái cống đó thì Yến đều chạy thật nhanh, không bao giờ dám đến gần nó nữa.